Sáng nay ngày 6 tháng 6, Hội Tù Yêu Nước thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 1973-2023 và 30 năm xây dựng và phát triển 1993-2023. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại buổi gặp mặt, các cựu tù yêu nước đã cùng nhau ôn lại những ký ức về những năm tháng gian khổ tại các nhà lao của Mỹ Ngụy, những địa ngục trần gian. Trở về với đời thường mặc dù còn nhiều khó khăn, song Hội Tù Yêu Nước thành phố luôn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, chủ động phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực làm tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ, chính sách của cán bộ, hội viên và công tác nghĩa tình đồng đội, hưởng ứng tham gia thực hiện các chủ trương, các cuộc vận động, các phong trào chung do cấp ủy chính quyền và mặt trận các cấp đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực to lớn của Hội Tù Yêu Nước thành phố đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thành hội tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên của thành phố, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nhân buổi kỷ niệm long trọng này, tôi cũng đề nghị các cấp các ngành địa phương trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp và hết sức quan tâm hỗ trợ Hội Tù Yêu Nước thành phố và các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ và tôn chỉ mục tiêu của hội, kịp thời thông tin các chủ trương chính sách mới của Trung ương, của thành phố đến các đồng chí hội viên để nắm bắt và góp ý cho lãnh đạo thành phố, các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, quan tâm theo dõi tình hình của các đồng chí chiến sĩ tù yêu nước, thăm hỏi, hỗ trợ khám chữa bệnh, thực hiện đầy đủ các chính sách nhà nước, vì đây là những nhân chứng sống quý giá của thành phố Đà Nẵng, và xem đây là trách nhiệm quan trọng của các cấp các ngành nhằm tri ân những đóng góp của các đồng chí cách mạng, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển quê hương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ ghi nhận thành tích 30 năm xây dựng và phát triển cho Hội Tù Yêu Nước thành phố.